Xin chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày nay bất động sản Mộc Ngọ xin giới thiệu đến cả nhà một căn nhà nhỏ hẻm Ba Gác, cách hẻm ô tô 15 m, ngay xe đỏ là ô tô, một trệt một lầu, đường số 48 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, nên là thành phố Thủ Đức. Đường trước nhà của mình hiện tại nó là 2,5 m 3 m, cách hẻm ô tô 15 m. Hiện trạng của nhà của mình nó là một trệt, một lầu và một phòng ngủ. Diện tích nó là ngang 3m65, dài 6m1, công nhận là 18m6, gần 19m. Rồi chúng ta cùng vào tham quan. Ở tầng trệt nó có bao gồm có phòng khách, bếp và toilet, cầu thang đúc. Phía trên thì có một phòng ngủ, thuận lợi cho gia đình nhỏ mua về ở khu dân cư hiện hữu chỉnh trang. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Ngọ 0902 669 004, có ban công bên ngoài. Từ vị trí ngôi nhà của mình, cách hẻm ô tô 15 m ra mặt tiền đường số 48 nhỏ 150 m, ra Kha Vạn Tân, đường ray, khu sông Đà, khu Hiệp Bình, chợ Hiệp Bình, khu Trương Hồng Long, từ 3 đến 5 phút di chuyển về trung tâm thương mại Riamon, về chợ Thủ Đức, về sân bay, về bến xe miền Đông, chợ Bình Triệu, công mắt Bình Triệu, từ 5 đến 10 phút di chuyển. Xin nhắc lại là quán ngôi nhà một trệt, một lầu, một phòng ngủ. Diện tích nó là ngang 3m68, dài 6m1, công nhận là 18m6, gần 19m. Khu dân cư hiện hữu chỉnh trang, hiện trạng nó là một trệt, một lầu, một ngủ. Đường trước nhà hiện tại nó là đường 3m. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những cái video clip sản phẩm tiếp theo.